Dạ, con kính thưa các cô chú từ tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Canada, thì hiện tại con đến thăm nhà cô Thị Ản. Đó, nhà cái căn nhà tôn phía sau là nhà của cô, nhưng mà do là phải dòng đường xa quay lại nữa, mà trời thì sắp mưa, nên là con tranh thủ đi chứ không để là ướt hết quà. Dạ, con chào cô. Hiện tại là con đại diện tổ chức Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời Canada, hôm nay con đến thăm cô. Dạ, dạ. Dạ, dạ, cô bệnh gì? Bút cổ. Dạ, bị gút nữa, bị cổ, bút cổ. Dạ, dạ. Dạ rồi. Dạ, dạ, dạ. Thì cô sống một mình hả? Dạ, cà. Dạ, có chồng không? Dạ rồi. Rồi, do trời sắp mưa gió lớn quá nên thôi con đến thăm cô nha. Phần quà của cô trị giá là 1 triệu, hơn 1 triệu. Còn 700 tiền mặt và các nhu yếu phẩm đến kèm theo nha. Dạ rồi. Dạ, con cảm ơn cô.